chương 4022, Hạo Thiên Nội Tâm. 6 năm tu hành, Trương Nhược Trần tu luyện ra được đạo quang số lượng, đạt tới 40 đoàn. Không bàn mà hợp tiểu diễn số lượng, nhưng cũng không viên mãn. Trong đó 37 đoàn minh diệu sáng chói còn lại ba đám đạo quang 10 phần phai mờ, mà lại hình thái khác thường. Cái này 37 đoàn minh diệu sáng chói đạo quang, trong đó 14 đoàn là sư lấy cửu thủ thạch nhân thành đạo, mặt khác 13 đoàn theo thứ tự là từ thiên ma thần nguyên, thạch đao, là tổ vân sơn giới, mà ni châu bên trong học tập phát hỏa đi ra, bắt nguồn từ thiên ma, ma tổ, già diệp Phật tổ ba vị thủy tổ. 37 đoàn đạo quang, đều là thủy tổ quy tắc sen lẫn, trương nhược trần trộm bọn hắn đạo. Mà còn lại ba đám người phần phai mờ, lại hình thái khác thường đạo quang, trước hai đạo, trương nhược trần là từ Minh Hà, hắc thủ bên trong học tập vẽ phát thảo đi ra. Hình thái dường như, Minh Hà, hai giống như vạn tượng vô hình ấn. Cuối cùng một đoàn đạo quang, thì rất giống Trương Nhược Trần sớm đã mất đi tại hoang cổ thời không thần võ ấn ký, là Trương Nhược Trần từ quỷ môn quan, kiếm các, U minh địa lao chỗ sâu nhất đạo tác bên trong vẽ phát thảo đi ra, nguồn gốc từ thời không nhân tổ, là hắn tu luyện được khó khăn nhất một đạo. Ba đám đạo quang, phân biệt đối ứng ba vị trường sinh bất tử giả đạo. Đáng tiếc cực không ổn định, như gió thổi liền sẽ tàn mất. Tiểu diễn số lượng 40, nó dùng 37. Nếu có thể đem còn lại cái này ba đám đạo quang bổ đủ, chính là tiểu diễn đại viên mãn, khi đó nghĩ đến thần khí, quy tắc, trật tự đều là sẽ phát sinh chỉnh thể chất biến, tiến vào bán tổ cảnh giới. Trương Nhược Trần lấy ra hoang nguyệt, âm thầm suy nghĩ muốn hay không lần nữa dò xét nó nội bộ, nói không chắc có thể đem vạn tượng vô hình ấn đoàn này đạo quang bù đắp, để tu vi tiến thêm một bước. Cuối cùng, từ bỏ ý nghĩ này, thạch cơ nương nương nắm giữ nó 6 năm, cũng không dám nuốt, cuối cùng lựa chọn buông tay giao cho Trương Nhược Trần, có thể thấy được hoang nguyệt nội bộ ẩn tàng nguy hiểm là đáng sợ cỡ nào. Cuống hồ, bù đắp phản tượng vô hình ấn đạo quang, Trương Nhược Trần còn có một biện pháp khác. Đó chính là trấn áp ở trong long xào cái kia một đoàn hắc ám hồn hỏa. Đoàn này hắc ám hồn hỏa, là hắc ám tôn chủ phân ra một đạo vĩnh sinh thần hồn, đoạt xá thượng thanh. Bằng đây, thượng thanh trong thời gian cực ngắn, tu vi đạt tới thiên tôn cấp. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ám tôn chủ cùng đoàn này hắc ám hồn hỏa lợi hại. Đây cũng là vì gì Trương Nhược Trần cùng Thạch Cơ nương nương biết được thất thập nhị phẩm liên tại luyện hóa hắc ám tôn chủ vĩnh sinh hồn linh về sau, sẽ cảm giác được cực kỳ nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì, thất thập nhị phẩm liên lấy được vĩnh sinh hồn linh, khẳng định xa so với trong long xào cái kia một đoàn nhiều. Bất chi bất giác, vô định thần hải đã có thể nhìn. Lấy vô định thần hải làm trung tâm đại thế giới, đã tăng trưởng đến 2.000 tòa. Đem đã từng bách tộc phương thành tinh vực cùng hắc ám đại tam giác tinh vực đều là đặt vào kiếm giới bản đồ ngoài ra thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới cũng bị chiếm cứ một bộ phận đây là chương nhược trần hai đầu bôn tẩu đàm luận xuống thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới bản thân cũng không hy vọng tiếp tục chiến tranh không muốn đem lực lượng đều phóng tới kiềm chế lẫn nhau bên trong có kiếm giới nằm ngang ở ở giữa có thể giảm bớt xung đột thần hạm tiến vào vô định thần hải thẳng hướng quy khư kiếm giới mà đi thân ở côn lôn giới chỉ giao thiên long giới ngũ long thần hoàng trước tiên sinh ra cảm ứng dòm nhìn trời cao, tiếp theo, đồng thời chạy về kiếm giới. Từ khi vĩnh hằng thần quốc xuất hiện thu hoạch thần võ ấn ký độ khó càng lúc càng lớn, kiếm giới dưới cờ tu sĩ, càng nhiều đi đến tinh thần lực con đường tu hành. Thế là, từng tòa tinh thần lực đại giáo, tại kiếm giới vũ trụ bộc phát thức xuất hiện. Thái thượng làm đương thời đệ nhất tinh thần lực tu sĩ, tất nhiên là muốn khai tông lập phái, do tiểu hắc đảm nhiệm đời thứ nhất tông chủ, thành lập thần vẫn tông. Tiểu hắc tinh thần lực, đã đạt tới cấp 89, tất nhiên là có tư cách này. Hắn một khi đáng tin cậy đứng lên, tuyệt đối coi là lương sư. Lúc tuổi còn trẻ, Trương Nhược Trần con đường tu luyện đều là do hắn dẫn đạo. Đây cũng là hắn một mực nói khoác tiền vốn, thần hạm thẳng đến thần vẫn tông, dừng ở tông môn bên ngoài. Tiểu Hắc sớm đã cảm ứng được Trương Nhược Trần trở về thiên cơ, mặc một thân rộng lớn áo xanh, đầu đội cao một thước tử chiêm mạo, sợi dâu như châm, con mắt sâu thẳm, đứng tại sơn môn chỗ nghênh đón. Trương Nhược Trần hướng trên thần hạm A Nhạc, Bạch Khanh Nhi, tu thần thiên thần phân phó một câu, liền một mình cách hạm, rơi xuống tiểu hắc bên cạnh. Khách đến thăm thế nhưng là hạo thiên, Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc cùng Trương Nhược Trần bước nhanh đi hướng thần vẫn tông nội địa. Trừ hắn, còn có thể là ai có thể kinh động sư công, đồng thời đưa ngươi đều muốn mời về. Cũng không biết là giả vờ, hay là thời gian đem tiểu hắc tạo hình đến thành thục chứng chạc, hắn mặt rất lo lắng, thận trọng nói, Lần này xem ra Hạo Thiên là muốn ngả bài, rất nhiều đáp án đều sẽ được giải khai. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, một trận hắn đều ứng phó không được phong bạo sắp đến, không thể không đến kiếm giới cầu viện. Đang khi nói chuyện, hai người đã là đi cặp vào vẫn thần đảo chủ chỗ ở. Đây là một tòa mộc mạc ngắn gọn đình Việt, hàng rào thanh đằng, hoàng thạch đường mòn. Hai con ngỗng trắng lớn tại ngoài viện đùa bỡn, càng xa xôi, Trương Nhược Trần nhìn thấu thời không, không gian mê vụ bên trong một tòa 54 tầng cao nguy nga thần tháp đứng vững, như là chống lên thiên địa cây cột. Những năm này, vẫn thần đảo chủ đem tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu vào rèn đúc kiếm các, u minh địa lao, quỷ môn quan phía trên. Chỉ có đem thất thập nhị tầng tháp đúc thành, mới có thể chống lại thủy tổ. Thiên viên liên đứng tại đình viện cửa gỗ bên ngoài, áo xanh theo mai lan, váy dệt đám mây, một thân nữ trang, đầu đội minh châu châm gài tóc, lưng đeo quang minh thần kiếm, tức huynh quốc huynh thành, lại tự nhiên hào phóng. Đế Trần đại nhân, chờ ngươi nhiều ngày." Nàng nói, Trương Nhược Trần mỉm cười ôm quyền, hàn huyên vài câu, cùng đi vào. Hạo Thiên cùng vẫn thần đảo chủ ở trong viện đánh cờ. Hạo Thiên giống như lâm vào khốn cục, cầm trong tay hắc tử, thật lâu suy nghĩ, gặp Trương Nhược Trần đến, lập tức đem quân cờ thả lại kỳ tứ bên trong, nói: "Đế Trần tu vi lại tinh tiến." Trương Nhược Trần nói: "Ta xem Thiên Tôn chi khí thế, nghĩ đến đã đem thủy tổ thần nguyên luyện hóa, tu vi đã đạt không cũng biết cấp độ." cửu thủ thạch nhân thủy tổ thần nguyên cũng không phải những cổ chi thủy tổ kia thần nguyên có thể so sánh hoạt tính mạnh không biết gấp bao nhiêu lần trừ trì giao cùng ngũ long thần hoàng cái diệt lão tử quỷ thiên cốt nữ đế kiếp tôn giả các loại cường giả đỉnh cao lần lượt xuất hiện ở bên ngoài nhưng nhìn thấy hạo thiên về sau đều là dừng bước lại mặt lộ dị sắc hiển nhiên trước đây bọn hắn căn bản không biết hạo thiên đến tin tức hạo thiên cũng không có tị húy cái gì nói đế trần có biết Bản tỏa vì sao nhất định phải tự mình gặp ngươi một mặt. Nghĩ đến cùng Ngọc Hoàng giới sắp mở ra có quan hệ. Trương Nhược Trần tự nhiên mà vậy ngồi vào đài cờ một cái khác thì, nhìn về phía ván cờ. Có thể đột phá Hạo Thiên cùng vẫn thần đảo chủ khí trang, cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, cái này cần tu vi cường đại cùng không gì sánh kịp khí phách mới có thể làm đến. Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói lúc trước ngươi đến Thiên Cung mượn Thủy Tổ Thần Nguyên Lĩnh Hội, từng hỏi ta, 24 chư Thiên trinh chiến ở nơi nào? đến cùng xảy ra chuyện gì, ta không có nói cho ngươi biết, bởi vì thời cơ chưa tới. Hiện tại, thời cơ đã đến, Trương Nhược Trần nói, tại Ngọc Hoàng Giới, hay là tại Hư Tấn Hải. Hạo Thiên cũng không kỳ quái Trương Nhược Trần có thể đoán được, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng địa vị, giữa thiên địa đã không có bao nhiêu bí mật. Đối với chúng ta thời đại này, ảnh hưởng lớn nhất hai trận chiến đấu, phân biệt bộc phát tại 11 cái nguyên hội trước Ngọc Hoàng Giới cùng đại khái 40 vạn năm trước Hư Tấn Hải. Hạo Thiên ánh mắt khắc sâu ngưng túc, lại nói, 11 cái nguyên hội trước, là đại tôn xuất thủ, ngăn trở trường sinh bất tử giả phát động tiểu lượng kiếp. Đó là một trận thủy tổ chi chiến, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng vu đỉnh phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta suy đoán, đại tôn là bằng vào vu đỉnh, phá vỡ thời gian cùng không gian quy tắc, từ thời gian trường hà, tiếp dẫn hoang cổ lúc mấy vị vu tổ trợ trận, lúc này mới đem trường sinh bất tử giả trọng thương. Vu đỉnh, Bản thân liền có thể tiếp dẫn chín đại vu tổ lực lượng cho mình dùng. Lúc trước Nguyệt thần đều từng mượn dùng Vu đỉnh, vượt qua thời không, cầu thông vu đạo chi lực. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Tôn tại sao phải có suy đoán như vậy? Hạo Thiên nói, bởi vì 40 vạn năm trước, 24 chư thiên chinh chiến, nghịch thần Thiên Tôn từ tu Di Thánh Tăng nơi đó mượn tới Vu đỉnh, đã từng tiếp dẫn mấy vị vu tổ lực lượng. Đương nhiên, nghịch thần Thiên Tôn tu vi, kém xa đại Tôn cho nên là long chúng bọn hắn mấy vị ẩn chứa vô tổ huyết mạch chư thiên thiêu đốt chính mình, mới tiếp dẫn thành công. Trương Nhược Trần im lặng, cười khổ nói, khó trách bàn nguyên cổ thần phàn nàn, năm đó các ngươi không cho hắn danh ngạch, lại làm cho tu vi không bằng hắn long chúng tiến về. Xem ra nghịch thần thiên tôn là biết một ít gì đó, long chúng bọn hắn tại trước khi đi, liền biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Thiên nói, nhưng cũng là bởi vì bọn họ hy sinh, 40 vạn năm trước trận chiến kia, chúng ta mới xem như cùng minh tổ, liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, minh tổ trước đó, đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, là từ thời gian Trường Hà chạy trốn tới hư tấn hải. hết thảy đều đối mặt, bàn nguyên cổ thần trước đây liền đã nói qua, hiện tại xem như chân chính xác minh. Trương Nhược Trần hỏi, minh tổ đến cùng là một hạng người gì? Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nặng nề, một đoàn minh quang, nhìn không thấy chân thân. Có lẽ hắn chân thân, Tại 11 cái nguyên hội trước bị đánh nát, từ thời gian Trường Hà chạy trốn tới 40 vạn năm trước, còn đến không kịp ngưng tụ, liền lọt vào chúng ta phục kích. Thật nếu để cho hắn ngưng tụ ra chân thân, liền không có biện pháp đánh, tự bạo thần nguyên cũng khó thu hiệu quả. Kỳ thật, tiếp dẫn vụ tổ lực lượng có chư thiên là không cần hy sinh. Nhưng chúng ta bên trong ra phản đồ, để lộ bí mật cho Minh Tổ phe phái tu sĩ, tại thời khắc quan trọng nhất thi hiểm, Minh Hải lần lượt hiện thân khi đó thì yểm ẩn tàng trong nội bộ Minh Hải, không có hiển lộ chân thân, Tu Vi cũng còn lâu mới có được đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Từng vị chư thiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo thần nguyên, có phóng tới Minh Tổ Minh Quang, có phóng tới Minh Hải. Lúc đầu ta, Diêm Hoàn Vũ, Lục Tổ đều làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, là nghịch thần thiên tôn để cho chúng ta mang theo nghịch thần bia vật chất rời đi. Bởi vì, nghịch thần bia vật chất là từ Minh Tổ trong Minh Quang đánh rơi xuống, nói không chắc tương lai có thể dùng nó ngăn được minh tổ chúng ta trốn nghịch thần thiên tôn thì phóng tới minh tổ minh quang cùng minh hải hóa thành một mảnh sáng tỏ hủy diệt phong bạo hạo thiên ngữ khí dần dần bình tĩnh lại hiển nhiên trong mấy trăm ngàn năm nay năm đó từng màn không biết trong đầu thiểm hồi bao nhiêu lần sợ hãi sầu lo mờ mịt bất lực lấp kín nội tâm của ta ta biết minh tổ khẳng định không có chết nhất định sẽ trả thù nhưng chư thiên đều là chết Ai còn có thể ngăn cản Minh tổ? Dựa vào ta, ta có thể làm sao? Cho nên, trốn về đến về sau, ta liền lựa chọn bế quan, không muốn gặp bất luận kẻ nào, liều mạng tu luyện, ở trong tu luyện để cho mình quên sợ hãi. Thẳng đến Lục tổ vẫn lạc tin giữ truyền đến, thẳng đến đại trưởng lão mang theo nghịch thần bia tìm được ta, để cho ta xuất quan, làm Thiên Đình chi chủ. Bởi vì, đối mặt địa ngục giới công phạt, năm bè bảy mảng Thiên Đình đã là tràn ngập nguy hiểm như không còn một người đi ra chủ trì đại cục, hậu quả khó mà lường được. Ta vốn là không dám, vốn là không có đảm lượng làm thiên đình chi chủ, đi trực diện Minh tổ. Nhưng nhìn thấy nghịch thần bia, nhìn thấy phía trên từng cái văn tự lạc ấn, nghe đại trưởng lão giảng thuật lục tổ di ngôn, còn có Diêm Hoàn Vũ khả năng vẫn lạc tin tức, ta biết chính mình căn bản không có đường lui. Dù là biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh tổ, dù là trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, dù là sợ hãi lấp đầy nội tâm, Ta cũng chỉ có thể đứng ra. Bởi vì ta phía trước đã không có người, ta chỉ có thể đón gió mưa, cắn răng, không dám bộc lộ ra nội tâm một tia mềm yếu, mang theo chúng sinh tiếp tục tiến lên. Khết thảy tất cả, chỉ có thể giấu ở trong lòng, ta chẳng lẽ muốn nói thiên hạ biết người, chúng ta không có hy vọng. Thiên Viên liên sớm đã là hai mắt đẫm lệ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hạo Thiên như thế hư nhược một mặt, đem nội tâm của mình hoàn toàn móc ra, đẫm máu biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Nguyên lai like trên thế giới này căn bản không có tâm cảnh không thể phá vỡ cường giả. Chỉ có ép mình kiên cường, tuyệt đối không thể ngã xuống dũng sĩ. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng Hạo Thiên ngay lúc đó gian nan cùng cô độc, rõ ràng đối với tương lai tuyệt vọng, lại ẩn giấu đi phần nhân tình này tự, không đối bất luận kẻ nào rằng. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật Minh tổ phe phái cũng sợ sệt đối với người cùng đương thời những tu sĩ kia có cực sâu kiêng kỵ, bằng không thì cũng sẽ không âm thầm thành lập lượng tổ chức bốc lên địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh, lấy suy yếu đương thời tu sĩ thực lực. Bốc lên chiến tranh, có thể là vì âm thầm hấp thu huyết khí cùng hồn linh, lấy chữa thương." Hạo Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, "Ta rất hiếu kỳ, hơn 200.000 năm trước, cũng chính là trung cổ thời kỳ cuối, lần kia tác động đến toàn bộ vũ trụ tiểu lượng kiếp, hẳn là minh tổ phát khởi a. Đến cùng là ai đánh lui bọn hắn?" Hạo Thiên nói, thần giới thần giới là không thể nào để minh tổ phe phái thôn vệ hết toàn bộ vũ trụ giữa bọn hắn lẫn nhau ngăn được cũng chính là trận chiến này để cho ta thấy được tương lai hy vọng minh tổ cũng không phải là không có địch trương nhược trần người biết ta vì cái gì hôm nay có thể đem chính mình hư nhược một mặt bày ra đem động lại nhiều năm nói hướng các người nói ra trương nhược trần nói điều này nói rõ mấy chục vạn năm thiên trùy bách luyệt, thiên tôn tâm cảnh rốt cuộc đột phá không còn sợ hãi cùng tuyệt vọng nói ra nói rõ không cần thiết, không nói, mới là quan tâm. Hôm nay Hạo Thiên, giống như lúc trước Trương Nhược Trần tại hiên viên liên cháo cửa hàng nhìn thấy một dạng, chỉ là một cái trung niên nho sĩ, chân chính phản phát quy chân. Hạo Thiên nói, là bởi vì thời đại này, đã ra đời quá nhiều cùng chung chí hướng tu sĩ, ta không cô độc nữa, dù là có một ngày ta ngã xuống, cũng còn có các ngươi tại, tương lai có vô số khả năng. Ngọc Hoàng giới liền muốn mở ra, kiếm giới là dự định như thế nào? trương nhược trần hướng vẫn thần đảo chủ nhìn thoáng qua vừa nhìn về phía đã đi tới cửa ra vào vấn thiên quân hai người đều không ngôn ngữ chỉ hướng hắn nhẹ gật đầu hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho hắn trương nhược trần nói nếu tiến thối lưỡng nan không bằng chủ động khai chiến ta cho mọi người mang về một tin tức tốt hắc ám tri uyên thức tỉnh một tôn lão quái vật tan vỡ đại minh sơn tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến kiếm giới cùng thiên đình